Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 19 giờ của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin ngày 20 tháng 4 năm 2023 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Khởi tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh. Diễn viên Ngọc Lan và công ty bảo hiểm đã tìm được tiếng nói chung. Thêm một nạn nhân vụ rơi trực thăng ở Hạ Long được bảo hiểm bồi thường. Kit test thuốc cảm cúm sôi động trở lại theo sự gia tăng của số ca COVID-19. Nắng nóng gay gắt kỷ lục ở châu Á. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết được cập nhật đến 19 giờ ngày hôm nay, ngày 20 tháng 4. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bộ Công an hôm nay ngày 20 tháng 4 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, Công ty AIC, và Trần Mạnh Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC cùng 7 bị can khác về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can nêu trên được xác định có sai phạm trong việc thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị cho 12 phòng thí nghiệm Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trong số các bị can, Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Trần Mạnh Hà đang bỏ trốn, Bộ Công an đã phát lệnh truy nã. Sáng nay ngày 20 tháng 4, trong buổi cung cấp những thông tin xung quanh hợp đồng bảo hiểm của nữ diễn viên Ngọc Lan và công ty bảo hiểm MVI Life, nữ diễn viên cho biết cô và phía công ty MVI Life đã đi đến thỏa thuận về hợp đồng của cô và con trai. Theo đó, Ngọc Lan sẽ tiếp tục hợp đồng của cô và con trai tại MVI Life với gói cao nhất là gói Diamond Kim Cương. Nữ diễn viên cũng chia sẻ ngay từ khi livestream, cô chưa từng có ý định kết thúc hợp đồng. Sau khi làm việc cùng MVI Life, hợp đồng của Ngọc Lan vẫn được duy trì và đã lược bỏ bớt một số hạng mục không đúng với nhu cầu. Về phía công ty MVI Life, Tổng Giám đốc Đào Văn Đồng cho biết công ty trân trọng những góp ý và đánh giá cao sự tin tưởng của khách hàng Ngọc Lan dành cho công ty, đồng thời rất vui vì đã có cơ hội giải đáp những thắc mắc của cô. Công ty bảo hiểm nhân thọ Daiichi Life Việt Nam vừa có thông báo gửi gia đình bà Phạm Thị B, nạn nhân trong vụ rơi trực thăng Bell 505 tại Vịnh Hạ Long. Bà B là khách hàng đã tham gia sản phẩm chính An Phúc Hưng Thịnh và sản phẩm bổ sung là bảo hiểm tai nạn toàn diện nâng cao. Thông tin từ VTC News, căn cứ các chứng từ y tế từ phía khách hàng cung cấp và điều khoản hợp đồng, Daiichi Life Việt Nam sẽ chi trả tổng quyền lợi bảo hiểm cho sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung là hơn 245 triệu đồng. Daiichi Life Việt Nam cho biết, do hợp đồng bảo hiểm khách hàng Phạm Thị B không có người thụ hưởng, nên công ty sẽ liên hệ hướng dẫn gia đình khách hàng Phạm Thị B thủ tục nhận quyền lợi bảo hiểm. Trước đó, hai nạn nhân khác của vụ rơi trực thăng là ông Hồ Tá Lực và bà Nguyễn Thị Hội đã được công ty bảo hiểm Bảo Việt chi trả tiền bồi thường. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, những ngày qua, số ca mắc COVID-19 liên tục gia tăng. Số lượng người nhiễm COVID-19 tăng nhanh khiến thị trường cung ứng các sản phẩm phòng dịch bệnh như kit test thử COVID-19. Các loại thuốc điều trị triệu chứng cảm cúm, ho sốt cũng sôi động trở lại, ghi nhận tại nhiều cửa hàng, hiệu thuốc trên địa bàn thành phố Hà Nội. Lượng người đến mua các sản phẩm kit test, thuốc kháng sinh, tăng đề kháng. Đáng chú ý, so với năm ngoái, thời điểm giá kit test đạt đỉnh với mức từ 70.000 đồng đến 100.000 đồng một bộ. Hiện nay, giá các bộ kit test được bán tại các hiệu thuốc chỉ còn dao động từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng một bộ. Trên các chợ mạng, giá của loại sản phẩm này còn mềm hơn nữa khi các nhà kho thông báo xả hàng với mức giá chỉ từ 2.500 đến 3.000 đồng một que thử. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ hôm nay ngày 20 tháng 4 cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Mai Công Hưng, đăng kiểm viên chi cục đăng kiểm số 8 thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam để điều tra về tội nhận hối lộ. Qua khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Hưng, Công an đã thu thập đủ tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội nhận hối lộ. Ông Hưng bị cáo buộc đã nhận tổng số tiền 1 tỷ đồng, trung bình mỗi lần nhận 2 triệu đồng để bỏ qua lỗi của phương tiện. Ông Hưng còn bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao đăng kiểm các phương tiện đường thủy nội địa để nhận hối lộ của chủ phương tiện, người quản lý, điều hành các phương tiện nhằm bỏ qua một số quy trình, quy định về đăng kiểm. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Tại một số công viên trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhiều hạng mục không chỉ xuống cấp mà còn bị lấn chiếm làm điểm kinh doanh. Tại công viên Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai, nhiều điểm kinh doanh lấn chiếm cả trong lẫn ngoài công viên. Ngay từ phía cổng vào, quán trà đá bày bán tràn lan, lộ rõ khung cảnh mất mỹ quan, nơi trực ban thì bị bỏ hoang.
một bốt khác lại được trưng dụng thành điểm cho thuê bán bánh mì. Ngay cả các dải đất ven hồ cũng biến thành các ô trồng rau. Toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng đã bị cháy, vỡ, cột điện hoen rỉ, nhiều lối đi sụt lún hư hỏng. Khu vực vui chơi cho trẻ em đã dừng hoạt động và hư hỏng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương hôm nay ngày 20 tháng 4 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại Trà Vinh, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Thủy là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển bất động sản Thủy Phát Land, có địa chỉ phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Theo cơ quan điều tra, Trần Thị Thủy bị nhiều người dân tố cáo nhận đặt cọc chuyển nhượng đất ở Bình Phước nhưng không giao đất, sau đó cũng không trả lại tiền. Công an thành phố Thuận An, Bình Dương cũng vừa ra quyết định truy nã đối với Thủy về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Hôm nay ngày 20 tháng 4, Công an thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Hậu, 22 tuổi, trú huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 19 tháng 4, khi đến tiệm cầm đồ trên đường Điện Biên Phủ, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa để cầm xe máy, Hậu thấy chủ tiệm để nhiều tiền trong hộc tủ phòng khách nên nảy sinh ý định xấu. Ít giờ sau, Hậu quay lại tiệm cầm đồ lấy giấy tờ tùy thân thì thấy nữ chủ tiệm ở nhà một mình nên đã tấn công và khống chế chủ tiệm. Sau đó, Hậu lấy đi số tiền khoảng 30 triệu rồi bỏ chạy. Nghe tiếng kêu cứu, người dân đuổi bắt khiến Hậu phải bỏ lại tiền, leo lên mái nhà gần đó lẩn trốn. Cùng lúc đó, công an phường Phước Nguyên đi tuần tra phát hiện sự việc, đã cùng người dân tổ chức bắt giữ được Hậu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, sáng ngày 20 tháng 4, tại trường tiểu học Quế Hiệp, huyện Quế Sơn đã xảy ra vụ việc 16 học sinh lớp 2 của trường ngộ độc ăn sau khi ăn kem ống mua ở cổng trường. Nhóm học sinh có triệu chứng nôn, mệt, giáo viên và cán bộ y tế trường đã kiểm tra, tình trạng các em học sinh tạm ổn. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn đưa 16 học sinh đi cấp cứu, 14 học sinh đã được cho về nhà sau khi thăm khám. Công an xã Quế Hiệp đã có mặt để lập biên bản sự việc và lấy mẫu kem ống 16 học sinh đã ăn để điều tra làm rõ nguyên nhân. Thông tin quốc tế nổi bật ngày 20 tháng 4 sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo Guardian, ngày 19 tháng 4 theo giờ địa phương, hàng nghìn người dân ở Khartoum, thủ đô Sudan, bắt đầu di tản bằng ô tô hoặc đi bộ. Trong khi đó, hàng triệu người mắc kẹt trong chính ngôi nhà của mình với điều kiện thiếu thốn điện, nước, lương thực. Đối với nhiều người, ra khỏi nhà vào thời điểm này vô cùng nguy hiểm. Họ hy vọng những lệnh ngừng bắn, dù ngắn ngủi, để có thể ra ngoài tích trữ thêm lương thực hoặc di chuyển đến nơi an toàn hơn. Giao tranh căng thẳng gần một tuần qua ở Sudan khiến hàng nghìn người ở đây thương vong. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ít nhất 270 người thiệt mạng và hơn 2.600 người bị thương kể từ khi căng thẳng nổ ra. Khắp châu Á đang trải qua tháng 4 nóng nhất lịch sử, với nhiệt độ phá kỷ lục khắp châu lục từ Ấn Độ, Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á về nắng nóng. Không chỉ bất thường, các chuyên gia lo ngại đợt nắng nóng này sẽ làm nghiêm trọng hơn trong thời gian tới. Các nghiên cứu cho thấy châu Á là khu vực đặc biệt dễ tổn thương do nắng nóng, không chỉ làm giảm sản lượng kinh tế và các hoạt động ngoài trời mà còn tác động đến xã hội. Nhiệt độ cao ở Ấn Độ đã khiến một số bang phải đóng cửa trường học, trong khi 13 người chết và 8 người nhập viện do say nắng sau một sự kiện ngoài trời ở bang Maharashtra hôm 16 tháng 4. Tại Thái Lan, thời tiết nóng bất thường khiến cơ quan y tế nước này phải đưa ra cảnh báo về sức khỏe. Thái Lan đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong do say nắng. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, ông Enrique Manalo vừa qua cho biết Philippines sẽ không cho phép Mỹ dự trữ vũ khí tại những căn cứ quân sự mà quân đội Mỹ có quyền tiếp cận theo Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Nâng cao EDCA năm 2014 giữa Manila và Washington để sử dụng trong các hoạt động ở Đài Loan. Quan điểm của Philippines là EDCA không nhằm vào bất cứ nước thứ ba nào ngoài mục đích sử dụng cho Philippines và trong mối quan hệ với Mỹ như trong hiệp ước. Điều này kéo theo việc Philippines sẽ không cho phép quân đội Mỹ tiếp nhiên liệu, sửa chữa và nạp đạn tại các địa điểm EDCA. Ông Manalo cũng khẳng định, chính sách đối ngoại của Philippines là làm bạn với tất cả các quốc gia. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 19 giờ ngày 20 tháng 4. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!